Chưa có mối tình nào cả. Hả? Em cũng không biết, em nghĩ là em bị một cái lời nguyền nào đấy. Mà hít đất đi, lâu quá chương trình không ai hít đất hết trơn. Được không em? Thấy chùa to như vậy mà mặt gian dễ sợ. Ở nhà cô bé này có nuôi tới 10 con chó. Phải không em? Dạ đúng rồi, hơn 10 con ạ. À. Một cô gái rất là yêu thương động vật. Đó. Có ăn thịt chó không? Ừ, không ạ. Chiếc lá nhẹ rơi vẫn còn kỷ niệm một hình bóng. Bài hát ngọt ngào sau chuyến du dương anh luôn giữ mãi ở trong lòng. Mỗi người lý tưởng giống như Ellie Trần chị. Số đo 3 vòng rồi hấp dẫn rồi này kia vậy hả? Da đồ trắng rồi phải không? Dạ nếu có càng tốt thôi chứ. Em không thích cái kiểu như là nói nhiều hơn làm. Em thích là làm nhiều hơn nói. Đừng có bị gia trưởng quá. Cùng nhau lấp đầy khoảng trống cho nhau. Và đối với gia đình thì là sử dụng nhau chứ không phải là sở hữu nhau. Nhìn anh thì cũng khá giống với lại ngoại hình mà em cũng mong muốn. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần phỏng vấn người thân, xem người thân có cho mình những ý kiến như thế nào trong cái việc chọn lựa ngày hôm nay. Hỏi bên nhà trai trước nha, hai chàng trai dưới kia. Hôm nay em đi cùng bạn Sơn. Theo cách của em nhìn ấy, thì hai bạn có một cái thiện cảm. Thì em cảm nhận ai sẽ phù hợp với Sơn hơn? Bạn ghế xanh. Rồi em trai. Em là Thắng, nhân viên của anh Cương, hôm nay đến để cổ vũ anh Cương tìm được người yêu lần đầu tiên. Rồi. Mối tình đầu tiên của anh Cương. Hai bạn chơi hôm nay thì em thấy bạn ghế đỏ phù hợp với anh Cương. Là một người chi tiết, cẩn thận trong công việc sẽ phù hợp với cái tính cách của anh Cương là hơi quá tay trong mỗi lần đầu tư hay là làm gì đó vì đang còn độc thân nên cần một người chi tiết và có kế hoạch. Mời qua tới hỏi nhà gái nè. Mình là mẹ của bé Trúc. Là mình muốn nói á, gia đình đã sắp xếp cho nó một lần rồi. Nhưng mà vô tình nó tìm hiểu, nó nói là người đó không nói chuyện được. Và nó xin cha mẹ là cho từ chối cuộc tình đó. Rồi thì mình cũng tôn trọng con gái của mình. Rồi bây giờ có chương trình nó lên đây thì cũng mong tất cả mọi thứ đều do con gái mình chọn hết. Như vậy là hôm nay con gái mình cũng có được hai cơ hội để mà suy nghĩ á cô. Cầu mong cho nó có suy nghĩ, nó có bạn. Dạ rồi, cảm ơn cô. Rồi em gái. Thì em là bạn của anh. Nhìn về mặt ban đầu á thì anh ghế đỏ thì khá là hoạt bát, tự tin. Còn anh ghế xanh thì hơi nhút nhát một xíu. Lần đầu tiên anh cũng lên đây á, cảm giác nó hơi hồi hộp. Nó lấn mất, chứ ở ngoài anh cũng khác lắm. Anh có thể thử thể cái gì nó khác hơn đúng không anh? Chứ nãy giờ em thấy anh có nhiêu đó à. Rồi hỏi hát bài đúng không mà. Cơ hội cho em đó. Thiếu em. Người tình mùa đông. Người tình mùa đông. Đường vào tim em ôi băng giá. Trời mùa đông mây vẫn hay đi về. Vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì. Vì đâu mưa em không đến. Dễ thương mà, hay mà. Hay mà. Dễ thương em ơi, trời luôn. Chị vậy vậy đó chứ mà dễ thương đó. Đúng rồi. Đúng không? Chị thấy ổn đó. Thôi, được rồi. Theo em tưởng tượng hình dung cô gái ngồi ở ghế đỏ đó. Khoan khoan. Hả? Trước khi mường tượng, em bật mí nhẹ. Ở nhà cô bé này có nuôi tới 10 con chó. Phải không em? Dạ đúng, hơn 10 con ạ. À. Một cô gái rất là yêu thương động vật. Đó, mường tượng đi. Có ăn thịt chó không? Ừ, không ạ. Tưởng tượng một cô gái bệnh đó, ngày ngày tắm 10 con chó, đố em hình dung cổ ra làm sao? Thực ra thì em rất thích những ai mà yêu động vật và đặc biệt là yêu chó. Tổng hợp những cái gì mà bạn chia sẻ cũng như là của cô chia sẻ thì em nghĩ bạn là một người cũng khá là truyền thống. Đoán thử ngoại hình cái đi. Tóc dài, tóc dài. Mặc váy trắng, đi giày đen, váy dài. À là ý em muốn mặc đồ giống em cho vô công lê. Đúng hả? Đúng hình như vậy á. À. Không là tưởng tượng thôi. Vậy còn em Sơn, em tưởng tượng coi ở bên bển là quanh mặc đồ như thế nào. Có thể hai bạn mặc váy. Váy. Tóc chắc hai bạn nhuộm hết. Tóc hai bạn nhuộm hết luôn hả? Tóc hai bạn nhuộm hết luôn, màu đen. Mở cửa được rồi đó, để cho người ta coi. Mở cửa trái tim. Hãy hướng về nhau cười đi, cho có ai chết không nè. Cười nè, cười nè. Cười. Được, em làm đi. Dạ, em cảm ơn. Dạ, em cảm ơn. Đó, rất là ga lăng. Vừa mở cửa là có quà. Trời ơi, tới tấp luôn. Tặng chút. À, dạ, em cảm ơn. Tặng anh. Dạ, em cảm ơn. Hai món quà khác nhau nha.
Có nhau người có nơ, có người không có nơ. Nhưng mà cơm ruột là giống nhau hả? À, ruột giống nhau. Mà gói khác nhau. À, dạ. Lý do là sao vậy? Dành riêng cho người ấn tượng hơn. À, là dạ, có cái đơ. Vâng, vâng đúng rồi. Em tạm gọi cái hộp quà khởi nghiệp. Bởi vì đây là hai cái quyển sách nó gắn liền với cái hành trình khởi nghiệp của em liên quan đến bán hàng và marketing. Một cái vé truyền cảm hứng. Kìa. À, rồi. Dạ em xin phép được đọc ạ. Hãy lắng nghe tâm tình của chàng trai chưa có mối tình. Khởi nghiệp thành công nhất của anh là lấy được vợ. Anh mong rằng đó là em. Cảm ơn em. Dạ. Wow. Trời ơi. Cảm nhận của em như thế nào về món quà đó Trúc ơi? Dạ, em bất ngờ chị. Dạ, tại vì em không nghĩ em được tặng một món quà ý nghĩa như thế này ạ. Rồi quanh nãy giờ em có muốn gì có chết queo gì không? Nãy nhìn nụ cười gì kìa. Có chết queo với ai không? Chưa chết. Chưa chết. Dạ. Nhìn anh thì cũng khá giống với lại ngoại hình mà em cũng mong muốn. Dạ, cũng cao ráo ạ. Sáng sủa ưa nhìn sạch sẽ, không hút thuốc. Cười hoài luôn, người ta ngồi người ta cười hoài luôn mà không chịu chích queo giùm cái. Không có chết đâu, ông cười hoài. Làm gì gồng quá vậy? Dạ, cảm xúc của em thấy đầu tiên là em thấy hai bạn rất là xinh. Nhìn trông bé rất là hiền. Hiền. Cái miếng điện nào xẹt qua xẹt lại có sao xuyến chút nào dành cho một ai đó chưa? Cho qua thử chạm điện cái đi Tường. Mời em. Đây. Nè. Dạ. Coi chừng chích queo nha. Sao tay anh lạnh vậy? Sao, cảm nhận sao? Tay bạn ấm. Tay bạn ấm quá hả? Em rồi, cho em nắm hai bạn. Không biết cảm xúc mình như thế nào? Anh xin phép. Dạ. Đây là... Cảm ơn. Anh luôn không? Anh thôi. Anh luôn không? Kỳ quá. Anh bắt tay. Cảm nhận. Cảm nhận là tay bạn ấm. Tay nào ấm? Hai bạn. Gì kỳ vậy? Ông có mình tay ổng lạnh nè. Em à? Dạ. 29 năm chưa có cơ hội. Wow. Hai, ba. Em cũng thử chung bắt tay. Ok, dạ. Chào dạ. Anh. Dạ, em chào anh. Dạ. À. Dạ. Ủa đối tác làm ăn hả? Là... mình phải nắm khoảng 5 giây. Okay, đi, okay, 5 giây. 5 giây nè. Đó. Nhìn nói nhau không? Có cảm xúc gì không? Em rất là dễ thương. Hy vọng em sẽ có những cái gặp được một cái mối tình nó không lạnh đạnh như những gì đã qua. Vâng, cảm ơn. Hãy cứ ạ. Vui và đón nhận. Dạ. Cảm ơn anh. Nói với chính mình. Rồi. Đây, ok đây. Ok. Hai tay. Cùng dạ. Thế. Dạ. Thế. Rồi. Dạ. Cùng thế. Rồi. Có nói gì không? Tay ấm. Bạn rất là dễ thương. Dạ, em xin phép em về. Gì mà hai cái ông này chán ghê, ông nào cũng xin phép về chứ gì. Ngày xưa em hay nói là 29 mùa lá đổ mà chưa một lần nắm cổ tay ai. Nắm tay là nắm rất là nhiều, nhưng mà nắm cổ tay thì nó có cảm xúc. Bởi vì em không nhớ ở đâu, nhưng mà người ta nói là khi yêu nắm cổ tay nó rất có cảm xúc. Cổ nắm cổ tay. Đây là mượn lại cái cổ tay của cái cổ Trúc, tay. Trúc, ok. Cổ tay. À vậy thôi. Cảm ơn. Ủa vậy thôi đó. Dạ. Bây giờ hai chàng trai này mình phải ra chủ đề cho hai bạn nó đi. Chứ hai bạn nó không thể tự chủ động được đâu. Nếu mà trải qua cái giai đoạn thất tình rồi mình làm bạn với người yêu cũ thì các em thấy như thế nào? Dạ em nghĩ là làm bạn cũng là một vấn đề tốt đó. Lâu lâu cũng hỏi là công việc như thế này dạo này sao rồi. Tại vì lúc trước khi mà quen nhau là hai người đã hiểu nhau á, nên họ hiểu được cái cảm xúc. Rồi nếu như người bạn gái hiện tại em không cho em liên hệ với bạn gái cũ thì em nghĩ sao? Quan trọng là tương lai, hiện tại và tương lai. Nên em tôn trọng cái quyết định của bạn gái hiện tại. Em nghĩ là nếu mà mình chia tay mà cả hai cùng đồng ý cho cái sự chia tay đó, vì không còn thương nhau hay không còn yêu nhau nữa ấy, thì mình có thể là chuyển sang làm bạn. Chứ còn như mà mối quan hệ đấy kết thúc nó không được êm đềm, không tốt ấy, thì mình không nên gặp lại nữa. Đối với quan điểm của em thì thêm bạn bớt thù thôi. Chia tay hai người mà bốn người vui. Em có những người anh chị mà họ chia ly dị luôn nha, chứ không phải là chia tay đâu. Ly dị xong thì người này có chồng mới, người này có vợ mới, hai gia đình chơi với nhau rất là thân. Đấy thì đó là một cái rất là văn minh ở trong cái xã hội hiện tại. Là chia tay trong hòa thuận, quanh nói đúng đó. Ví dụ bây giờ chia tay trong tức tưởi, mình bị bỏ rơi, bỏ rớt với bao nhiêu nỗi oan uổng, ấm ức tương lai đang sụp đổ. Và làm sao mà em bỏ qua mà em làm bạn được em? Thực ra là nếu nói xét về tâm lý thì nếu như bạn còn thù hận, bạn còn hình dung về người đó thì bạn sẽ gặp lại những cái người tương tự như vậy. Bạn phải bỏ qua để bạn có một cái hình mẫu mới. Nhưng mà thật mà. Nên là cái câu chuyện mà tại sao chúng ta nghe bạn Oanh, bạn bảo là ba người đều cái gì giống nhau, bởi vì ở trong tâm thức của bạn ấy nó sẽ lặp lại điều đó, nên bạn phải bỏ qua, bạn phải tha thứ, và bởi vì có lỗi của mình ở đâu đấy. Hay quá. Dạ. Hay, chuyên gia tâm lý hay. Nghe chuyên gia tâm lý nói nha Tường. Dạ. Sao nha? Thì đúng là cái gì tha thứ được thì tha thứ, còn không tha thứ được thì thôi. Thì cũng tha thứ. Nhưng mà
kiếm một người bạn rất là khó mà kiếm được kẻ thù rất là dễ, nên là nếu như mà có thể tha thứ nhau để có thể làm bạn bình thường cũng như là một mối quan hệ xã giao nào đó, tại vì mình đâu có biết được sau này cuộc đời mình như thế nào đâu. Lỡ như có một vấn đề đó mình cần người đó giúp đỡ thì mình vẫn có thể liên lạc được. Hôm nay sao tụi toàn gặp toàn những người tốt giùm gì tha không à? Hỡi ơi, tình là gì? Mấy ai có thể buông bỏ được? Nếu buông bỏ được hết thì cuộc đời nó tươi đẹp rồi, làm sao? Đúng rồi, thế nên đâu có lý mặt sầu làm gì. Nhưng mà bà, bởi vì bà không ở thời buổi hiện tại, bà, bởi vì bà chưa gặp em. Gặp em cho bà mấy câu rồi. Để mấy câu rồi, câu nào? Câu đầu tiên là tôi yêu bạn, tôi xin lỗi bạn, làm ơn hãy tha lỗi cho tôi, cảm ơn. Tôi yêu bạn, tôi xin lỗi bạn, làm ơn hãy tha lỗi cho tôi, cảm ơn. Lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại thì kiểu gì mình cũng sẽ buông bỏ được. Chưa có mối tình nào cả. Em gặp người ta mà em cứ lặp đi lặp lại bốn câu đó, thể nào không, em cũng là mình nói với chính mình thôi. Nói lại coi. Tôi yêu bạn, tôi xin lỗi bạn, làm ơn hãy tha lỗi cho tôi, cảm ơn. Cái này là của một em không nhớ chính xác, nhưng mà cái của một cái bộ tộc ở Hawaii. Wow. Và nó chữa lành rất là tốt. Tối nay chị cũng sẽ về, chị ngồi thiền, chị ráng nhớ bốn cái câu của em. Bé nó chạy lại tát mặt em một cái chát chát chát. Dạ. Tôi yêu bạn, tôi xin lỗi bạn. Quan điểm của em là nếu như mà bạn ấy làm điều đấy là bởi vì mình đã xuất hiện ở đó để cho bạn làm điều đó. Và nếu mình không xuất hiện thì bạn sẽ không làm điều đấy. Nên là nguyên nhân vẫn là do mình. Cái đó rồi, chúng ta chỉ bàn nhau trên lý thuyết thôi. Đúng rồi. Các bạn còn ai muốn tặng quà, tặng cáp, tâm sự gì với nhau nữa không nè? Bạn gái tặng quà. Món này là ai làm? Dạ em làm, mà em dậy sớm em làm á. Em... Ok, cảm ơn Trúc. Cảm ơn. Ăn đi, mỗi bạn ăn miếng đi cho thưởng thức cái ngọt ngào của người ta, công tình người ta làm. Sao, cảm nhận như thế nào? Ngon, ngọt. Rất là ngon, đúng món em. Ngon ha, vậy là nữ công gia chánh có lẽ phù hợp ha. Phải vậy, vậy, vậy. Ai mình ai cũng thích nữ công gia chánh mà, đúng không? Dạ. Còn đây, đây, bé Oanh, bé Oanh. Dạ, em tặng con có bông hình bạch tuộc. Ok, cảm ơn anh. Cảm ơn. Cái con đó con gì vậy bé Oanh? Nó là bạch tuộc cảm xúc ạ. Bạch tuộc cảm xúc là như thế nào? Nó có hai mặt, một mặt quạo và một mặt vui ạ. Chị Tường cho các bạn thêm mỗi người 30 giây nữa thôi. Dạ. Chúng ta sẽ nói một điều gì đó muốn nói trong chương trình ngày hôm nay. Chào hai bạn. Anh quan điểm về tình yêu là cùng nhau lấp đầy khoảng trống cho nhau. Và đối với gia đình thì là sử dụng nhau chứ không phải là sở hữu nhau. Em rất mệt bạn bè của em, cái nó đi chơi, đi nhậu, đi làm suốt ngày, một tiếng phải báo cáo, hai tiếng phải báo cáo, anh đang đi này thế kia. Anh là người tự do, anh feel lắm. Nên là nhiều khi mà không báo cáo xong về giận xong rồi hờn trách. Em thì không có ràng buộc vào thời gian của người khác. Em kiểu là mỗi người đều có một tự do riêng, một cái ý nghĩ riêng của mình, nên mình phải tôn trọng người ta. Và cái đó. Cảm ơn hai bạn. Anh muốn hỏi hai em một câu là anh cũng là từ Đắk Lắk lên đi làm á. Tương lai thì anh hướng sự nghiệp thì anh sẽ ở đây, nhưng mà hai em có yêu cầu là bạn trai mình hoặc là khi mà cưới á là có yêu cầu nhà, có nhà hay... Có nghĩa là có cần là phải có nhà có cửa trước rồi mới đám cưới hay không? Hay là có thể là cùng cưới nhau rồi từ từ rồi mình mới xây dựng, phải không? Dạ. Ý em là như vậy đúng không? Dạ vâng. Đối với em thì mình tình yêu là mình phải cố gắng. Nên là mình có sự cố gắng để mình vun đắp và mình xây dựng. Không cần là mình phải có nhà, có cửa, có tài sản, tất cả mọi thứ rồi mình mới tiến tới cái việc kết hôn hay như thế nào đấy. Ý em là đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn cái gì? Dạ đúng. Rồi, vậy là ai cũng có một cái quyết định trong đầu nhẹ nhẹ. Bây giờ, đúng không? Các bạn hãy ngồi dựa vô cái ghế mình đi. Sau 5 cái tiếng đếm của anh Đạt, các bạn hãy đưa ra cái quyết định. Nếu chúng ta không rung động và không muốn chọn ai hết, chúng ta có quyền không bấm nút. Nếu chúng ta muốn chọn cái người ngồi ở chiếc ghế màu nào, màu đỏ hay màu xanh, chúng ta hãy bấm vào cái nút tương tự. Nếu như mà cả hai ghế cùng bấm nhau thì mới là một cặp đôi. Và bây giờ là khoảnh khắc quyết định. 5 4 3 2 1 Mỗi người lý tưởng giống như Ellie Trần chị. Số đo 3 vòng rồi hấp dẫn rồi này kia vậy hả? Da đồ trắng rồi phải không? Dạ nếu có càng tốt thôi chứ. Em không thích cái kiểu như là nói nhiều hơn làm, em thích là làm nhiều hơn nói. Đừng có bị gia trưởng quá. Cùng nhau lấp đầy khoảng trống cho nhau. Và đối với gia đình thì là sử dụng nhau chứ không phải là sở hữu nhau. Nhìn anh thì cũng khá giống với lại ngoại hình mà em cũng mong muốn. Bấm. Và đã có kết quả. Sao em không bấm vậy? Vì sao em không bấm vậy? Vậy tại vì cảm xúc của em có thể là
kiểu như mà, chắc là em nó làm bạn trước nữa. Dạ. À, chưa đủ rung động hả? Dạ. Cả hai anh luôn hả? Em cũng ngạc nhiên về kết quả này. Hai ảnh đều bấm em hết trơn luôn á mà em không bấm ai hết trơn trời á. Hỏi quanh coi sao quanh cũng không bấm ai hết. Sao quanh? Em không có ấn tượng ạ. À, nói chung là chưa có một nụ cười chích queo. Dạ đúng. Bây giờ cho em bấm lại, em có bấm ai không? Dạ em nghĩ em cần thời gian hơn nên là em nghĩ là lúc này là không hợp lý nên là em không. Vẫn giữ lập trường phải không chị? Không. Mời tất cả bốn bạn chúng ta. Rồi ra đây luôn nè. Không được bi quan về tình dạ, yêu không. Nhớ à, chưa? Thứ cơ hội rất tươi đẹp ở phía trước, tình yêu rất đẹp. Chính xác. Em cũng vậy nữa, có thể hôm nay mình chưa may mắn, cái duyên mình chưa tới, hơi rụt rè, lần sau phải tự tin hơn một chút xíu. Không, để em mở cờ cái nè. Mở cờ. Trúc. Dạ. Thật ra là em chưa bấm thì chưa đậm cảm xúc đúng không? Nhưng em có hứa hẹn là sẽ gặp hai anh chàng này ở ngoài để mà tìm hiểu thêm đúng không? Thôi vậy nếu mà có điều kiện thì có thể là xảy ra. À, vẫn có thể xảy ra nha hai chàng trai. Thôi được rồi, nhưng dù gì thì kết quả ngay tại chương trình ngày hôm nay là ông Mai Bà Mối vẫn thất bại. Về tay trắng. Một tràng pháo tay cho ông Mai Bà Mối. Chúc cho tất cả các bạn tham gia chương trình được nhiều sức khỏe và biết đâu tình duyên sẽ đến với các bạn một ngày không xa. Dù các bạn không đến được với nhau thì chương trình phải gửi tặng cho các bạn mỗi bạn một chiếc điện thoại Realme pin khủng sạc nhanh. Cảm ơn các bạn đã dũng cảm đến đây, dám bày tỏ, dám thể hiện bản thân để tìm kiếm một nửa cho mình. Và đây cũng chính là tinh thần mà thương hiệu Realme muốn lan tỏa. Đây, không sao, rồi, vẫn có quà nha. Và chương trình cũng xin gửi tặng các bạn, đây là We Well Don Chi, nước uống thuần thảo dược chống oxy hóa, tăng cường sức đề kháng. Yeah, đây, tặng có cho các quà bạn luôn nha. Đây tặng cho em luôn, cầm nè. Và rồi. Đây rất dễ thương, nhãn hàng John cũng tặng cho mỗi bạn 1 năm sử dụng miễn phí bột giặt John 2-in-1, giặt và xả tất cả trong một. Hay wow, quá. Dễ thương nè. Đây dễ quá trời quà luôn. Wow, đó, xinh xinh nha, 1 năm sử dụng bột giặt miễn phí nha các bạn. Quý vị khán giả thân mến, hãy đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha.